Chiều 27 tháng 11, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì buổi tiếp công dân đối với 3 hồ khiếu nại đến các cơ quan trung ương tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15. Cùng tham dự có lãnh đạo sở ngành cơ quan phối hợp tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện An Phú, Châu Phú, Chợ Mới. Cụ thể, tiếp các trường hợp khiếu nại của bà Nguyễn Thị Niêm, ngụ thị trấn Long Bình, huyện An Phú, yêu cầu bồi thường thiệt hại do thu hồi thửa đất diện tích 560 m2 theo giá thị trường hiện nay. Bà Tăng Thị Dứt ở xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, yêu cầu nhà nước công nhận 4.500 m2 đất ruộng bồi thường thiệt hại. Ông Nguyễn Minh Đạt, ngụ xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, đề nghị bồi thường 2,4 tỷ đồng, nhận 16.000 m2 đất ruộng tại xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn. Tại buổi đối thoại, sau khi địa phương và ngành chuyên môn báo cáo phân tích đánh giá các vụ việc khiếu nại trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng khẳng định khiếu nại của các hộ dân đã được Thanh tra Chính phủ kiểm tra rà soát, kết luận và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý. Để giải quyết dứt điểm vụ việc khiếu nại kéo dài của ba hộ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã vận dụng tìm chính sách tối ưu và có lợi nhất để giải quyết đảm bảo quyền lợi người dân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang cũng động viên, giải thích, thuyết phục ba hộ dân cam kết chấm dứt khiếu nại, thực hiện theo hướng dẫn của địa phương và chấp thuận quyết định của tỉnh.